Phúc Khang ẩm thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang cùng với anh Tăng 79 TV đến viếng mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Thì nói về tâm linh thì có người tin có người không tin, nhưng riêng Phúc Khang hôm nay tin đó cô chú anh chị và các bạn. Thì hai anh em đi lên xe thì trời chuyển mưa rất là lớn, mà trước mặt thì mưa rất là to. Phúc Khang có khấn vái là hôm nay hai anh em lên viếng mộ cậu Năm, cậu Năm phù hộ cho hai anh em đi. Đừng mưa gió gì để hai anh em đến được viếng mộ cho nghệ sĩ Vũ Linh. Thì không ngờ thì hai anh em đi tới đâu thì tạnh mưa tới đó, và khu mộ nghệ sĩ Vũ Linh cũng chuyển mưa khá là lớn, khá là to, nhưng mà cũng không có mưa nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cái này thì Phúc Khang thấy cái tâm linh nó rất là linh thiêng nha cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì Phúc Khang ngày Chủ nhật Phúc Khang cùng anh Tăng 79 đến viếng mộ. Thì hiện tại bây giờ là 4 giờ 36 phút nha cô chú anh chị, 16 giờ 36 phút thì khá là đông khán giả luôn cô chú anh chị và các bạn. Khán giả đến viếng mộ cậu Năm hôm nay rất là đông, quá trời người ngồi bên ngoài nữa và ở bên trong nữa cô chú anh chị và các bạn. Thì có một cái thông tin là Phúc Khang thấy xuất hiện có một cái sư cô lần trước đến cầm gậy gõ mộ của cậu Năm Vũ Linh. Thì hôm nay sư cô đó lại tiếp tục xuất hiện, thì tất cả các anh YouTuber ở đây đều chặn và không cho vào và đuổi về nữa nha cô chú anh chị và các bạn. Thì nghe một cái tin đó thì rất là bức xúc. Một cái sư cô, không biết là sư cô thiệt hay sư cô giả, mà đến đây thì nói lung tung những cái điều không có thật sự. Phúc Khang không tin những cái điều đó, yếm bùa yếm ngải gì đó đâu. Phúc Khang thật sự Phúc Khang không tin cái điều đó, tại vì một người đã mất rồi ai mà đến đó yếm đi làm cái gì. Thì cái chuyện đó thì Phúc Khang không nói nữa. Thì hôm nay Phúc Khang cùng anh Tăng 79 đến đây, trước tiên là viếng mộ cậu, và sau đó thì Phúc Khang cũng có làm một cái video để chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn cũng như quý khán giả đã theo dõi kênh Phúc Khang ẩm thực cũng như là kênh Phúc BKN, những cái video chân thật nhất tại mộ nghệ sĩ Vũ Linh luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại thì Phúc Khang thấy là khán giả cũng rất là đông, nhưng cũng có rất nhiều anh YouTube cũng đang quay và tác nghiệp những cái video và chia sẻ những thông tin đến cho quý vị khán giả xem. Thì cô chú anh chị và các bạn thương yêu kênh Phúc Khang ẩm thực thì nhớ cho Phúc Khang ẩm thực xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho kênh Phúc Khang ẩm thực nha cô chú anh chị và các bạn. Còn đây là một vị khán giả thì anh Tài Vlog đang phỏng vấn một vị khán giả này. Hôm bữa anh đi siêu xe tại vì nó có đi một lần rồi, đi hai ba lần rồi. Thành ra nó biết mình nó đi ngủ đi. Cô có muốn chọn cậu Năm không? Chịu mến dữ không? Không có anh à. Không có cậu xe hả? Bao xe đi hả? Nó ghét gì? Chết rồi, không gì với anh Minh này. Nghĩa là cô tới đây là lần đầu tiên. Thì sau khi mà trước kia thì cô có coi thông tin của con up trên YouTube không? Coi thường xuyên không? Theo dõi hết trơn hả? Thì sau khi mà cô đến đây á thì cô thấy vậy hả? Bữa trưa nay cô thấy cái bà sư cô giọng mộ chưa? Giọng có tôi rồi không? Lúc đó tính đi đó. Vậy hả? Cô coi vậy là cô thấy bà đó làm đúng sai cô. Thì cô khán giả thì cũng chia sẻ là cũng không có đồng tình lắm những mấy cái đó nha cô chú anh chị và các bạn. Và đây là có một bé 9 tuổi cùng mẹ ở Bình Thuận đến viếng mộ nghệ sĩ Vũ Linh, thật là cảm động. Đây bé trai này mới 9 tuổi thôi cô chú anh chị và các bạn. Cũng mới mộ nghệ sĩ Vũ Linh và đến viếng nghệ sĩ Vũ Linh. Mẹ rồi, 9 tuổi rồi. 9 tuổi rồi. Để giúp YouTuber nhỏ nhất.
đừng quay. Bé đấy, rất là dễ thương. Để bắt tay với YouTube với các nhà bắt tay. À, còn đây là 50 ly chè của khán giả đến cúng viếng mộ nghệ sĩ Vũ Linh nha cô chú anh chị và các bạn. À, hoa quả trái cây, à, nói chung rất là tôm tắc, rất là trang nghiêm. Ủa, từ Bình Thuận lên đây luôn hả? Vũ Linh. Không biết thì, ai lên đây không? Phúc Khang cũng biết là các anh YouTuber ở đây thì biết luôn hả? Rồi con cầm điện thoại con qua dọn dẹp những cái gì ảnh Vũ Linh tới đó, những cái lãng hoa của khán giả đã gửi đến viếng mộ. Sáng các anh đem bưng ra và tối thì các anh sẽ dọn dẹp và chùm bao đồ lại để mưa gió nó không bị hư nha cô chú anh chị và các bạn. Còn trước mộ nghệ sĩ Vũ Linh thì lúc nào cũng có một cái album ảnh và những cái mà của nghệ sĩ Vũ Linh. Còn đây là một hot girl cao 1m80 đang chia sẻ là cũng là một người khi ăn 50 ly tham mộ của nghệ sĩ Vũ Linh. 50 ly chè của khán giả cũng như cả nhà. Đó, hôm nay chủ nhật cho nên là bà con khán giả đến viếng mộ của cậu Năm rất là đông. Thì em cũng là một fan cuồng của nghệ sĩ Vũ Linh nha cô chú anh chị và các bạn, fan lúc mà còn nhỏ luôn. Và cái thời điểm mà em biết là lúc đó chỉ có xem qua tivi màn hình trắng đen thôi nha cô chú anh chị và các bạn. Thì em ấy cũng đến viếng mộ nghệ sĩ Vũ Linh là lần này cũng lần thứ hai thứ ba rồi cô chú anh chị và các bạn. Em rất là cao, 1m80 rất là cao. Em có thể gửi có trang cho nhiều khi bà con cô bác á, người thân của em nhìn em sát vô sát vô không đây mới mốt có thể là một cái thước phim là một cái kỷ niệm để cho em nhìn thấy. Đúng rồi, cái đó là cái kỷ niệm á thầy cứ bộ không mà nhưng mà con bà xa cũng không biết em đâu. Thấy cái đổi chiều cao như vậy có biết là giờ đang thắc mắc em à, cô chú anh chị và quý khán giả xem video đừng quên chúng Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ để Phúc Khang ẩm thực có động lực để đi làm những video tiếp theo gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn được xem và cập nhật tình hình tại mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Em đi làm là đi còn đi học. Đi làm công ty ở Mỹ Phước Ba. Có đứa em nó thằng tơ nó nhìn tất cả. Hôm bữa gặp em cũng hai lần, một lần hai lần. Thôi mấy có vậy tôi gọi. Đúng rồi. Tại hồi nãy thấy em đứng anh thấy mà thấy em đứng từ trưa giờ nhưng mà anh cũng ngại, em cũng ngại nên không hỏi. Hồi nãy giờ thấy em nói chuyện cởi mở hơn nên hỏi xíu. Vậy mai mốt mà em tới đây ha, thì tới đây sớm thì em cứ vào bên trong mọi người làm những phụ đó cũng được để giúp cho cậu Năm, chẳng hạn như là cắm bông, bưng trái cây, là làm cái gì đó, nước bưng trà, bưng trà thì làm gì cũng được, miễn sao phụ cho cậu Năm là vui rồi. Ở đây là mọi người cũng là thương cậu Năm thôi chứ không phải ai người nhà cả, cứ làm thoải mái. Chứ em có em cao cũng có chơi môn thể thao mà không, em phải chơi bóng chuyền hay á, bóng biết đâu là mình vào luôn sao. Hồi đó 1m8 là cao rồi đó. Không có năng khiếu hả? Không có năng khiếu hả? Đam mê. Còn thua tấn phát rử là con đang gọi là. Hôm bữa thì em xuống rồi dưới lần này thì em thấy có một cô năm có cao mét mấy cô? Cô cũng cao á. Thấy lạ. Ồ, lùng hơn nhiều. Dưới thiệt luôn hả? Dưới thiệt luôn. Cô mới đứng tới lỗ tài rồi coi. Nhưng mà cô cao chắc mét 65 đúng không? Không tới lỗ tài luôn. Bây giờ là cô tiên em bỏ dép. Anh cao mét mấy? Không, dép này đâu có cao đâu. Dép này đâu có cao đâu. Dép mấy mà. Dép em dép ấy mà đâu cao. Dép giờ này dép mỏng mỏng mà. Nói thật sự luôn á, cái điện thoại quay góc lại mà quay 6 giờ em nhắc cô chú chị và các bạn, 6 giờ tao chiều hết người, quay hết người chứ không hết người. Chị này là quay hết người còn khá là đông. Đùa luôn, quay đâu hết người rồi. Bên trong và bên ngoài còn khá là đông. Quay phải chiều còn bao nhiêu cái đó mà hết rồi. Mỏng hết luôn hả? Anh cao mấy? Xa xa bên kia ngoài đường kia cũng còn ngồi rất là đông. Nói chung là mấy anh em đây là mình. Còn anh này quay cái đầu đây là những cái gì cũng mà cũng như các lãng hoa rất là đẹp. Quan trọng là hiện tại giờ thì video cũng đang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn.
đã theo dõi. Cảm ơn chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ. Bữa đó chị ngồi ở đây nhớ chị đâu, chị đâu quá hay luôn. Ủa là bài hát à? Bây giờ hát bài đúng không anh? Anh uống rồi. Đồ đồ chứ là xe xe hới rồi. Bây giờ kia là có bỏ vỡ rồi. Bây giờ là cầu nắm chuẩn bị đồ chứ là có bí bí à? Ok, cô kinh doanh rồi. Các bạn nghe được cái gì?